tới 4 kg, nó là loài vẹt nặng nhất thế giới. Bạn đoán chuẩn đấy, anh chàng không bay được. Meet the KAKAPO. Hãy chiêm ngưỡng loài vẹt KAKAPO. Quá nặng với đôi cánh ngắn ngủn để có thể bay lượn, thay vào đó nó trượt ngay. KAKAPO đã từng là một trong những loài ăn cỏ thành công và phong phú nhất ở New Zealand. Loài kiwi tương đương loài thỏ. Năm 1899, nhà thám hiểm Charlie Dallas có thể thấy chúng vào những đêm trăng sáng bằng cách rung nhẹ thân hay bụi cây cho đến khi chúng ngã nhào xuống đất như thể rung cây chờ táo rụng. Món khoái khẩu của chúng ở tích trên cao, hạt mầm của cây xì mù. Loài quả này cung cấp năng lượng tái tạo và chúng chỉ sinh sản vào thời điểm loài cây này chín rộ, khoảng 4 năm một lần. KAKAPO breeds slower than any other. KAKAPO sinh sản chậm hơn các loài chim khác, nhưng chúng lại sống lâu hơn, có khi là hơn 100 năm.